Rồi chiều hôm nay em có cập nhật clip một con F1 à, sữa chữa bao B à, trên 5 tháng anh chị bao chữa bao khám, tơ chữa, bò này chưa rớt răng thì tàn ca, chiều cao tầm 1.35 anh chị ơi. Đó thì à, F1 lỡ. Đó bốn vú đều, xuống vú là anh chị ơi, xuống dưới từ từ rồi đó. Anh chị nào thấy giá cả hợp lý thì liên hệ em. Thì bên em chuyên cung cấp bò sữa, bò F1, bò ghép, bò sinh sản cho bò dê anh chị. Đó, xuống nhà sữa anh chơi ơi đó thì anh chị biết rồi dòng F1 sữa F1 F2 thì mình nuôi ghép nuôi lấy sữa thì bao lại nhận anh chơi đó thì giá cả cũng cực kỳ yêu thương luôn đó thì con bò này thùng lớn đòn dài cực kỳ đẹp giá cả hợp lý luôn 35 triệu bao ship thành phố Tân An bao chữa bao khám anh chị thấy giá cả hợp lý thì nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để trong hình hiền dạng bao ăn uống thì anh chị biết rồi đó dòng F1 F1, F2 thì uh, lượng sữa rất lớn anh chị Ngày mười mấy hai chục ký sữa Đó tùy theo mức độ mình cho ăn uống anh uh, anh chị Đó thì bò này thùng dạo, chân móng Bò này thì em bao đẹp cho anh chị luôn Đó, hiện dạng bao uống chân móng và móng sò cùng đứng thẳng Giá uh, 35 triệu, giá chốt, giá cực kiệu, thương anh chị Chỉ bao xít thành phố Tân An Trong phạm vi khoảng uh, đôi 30 cây anh chị đó anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ em Nếu anh chị ở xa thì phụ tiền xe bên chủ nhà anh chị ơi Đó thì giá cả em thương lượng cực kỳ hợp lý cho anh chị về nuôi phát triển kinh tế Rồi cuối video anh chị thấy hay cho em một lượt like, được đăng ký, chia sẻ Em cảm ơn rất nhiều